Danh tính đối tượng đê cốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của Cảnh sát Giao thông Long Thành, Đồng Nai. Theo thông tin từ Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đối tượng say rượu đã thực hiện hành vi leo lên xe Cảnh sát Giao thông và đốt xe máy vào tối ngày 28 tháng 4 gây xôn xao dư luận là Lê Văn Thắng, 40 tuổi, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hiện đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 4, Tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện thắng điều khiển xe máy biển số 60H1-166-40 có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã kiểm tra. Qua kiểm tra, Thắng có kết quả nồng độ cùng 0,048 mg trên một lít khí thở nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính. Thời điểm trên, người này không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bị cảnh sát giao thông lập biên bản, thắng không ký vào biên bản và rời đi. Sau đó, tổ công tác đưa xe máy vi phạm của thắng lên xe tải chuyên dụng. Một lúc sau, thắng quay lại vị trí xe tải chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông đang đậu và dùng lời lẽ chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích tuyên truyền nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống đối sau đó thắng mở cốc xe mở nắp bình xăng và dùng tay kéo đổ xe máy của mình rồi châm lửa đốt đám cháy đã lan sang ba chiếc xe máy còn lại trên chiếc xe tải tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng thắng sau đó cùng người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bốn phương tiện bị cháy gây hư hỏng. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.